Trong 3 tháng tới, cơ quan nghiên cứu về khí hậu cảnh báo cần đề phòng mưa bão gây lũ ngập lụt cho khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã đưa ra dự báo khí hậu giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024 trên cơ sở phân tích diễn biến khí hậu, mô hình thống kê của viện, bản tin dự báo của các trung tâm khí hậu lớn trên thế giới. Theo đó, về hoạt động của Enso, hiện tại điều kiện khí quyển đại dương phản ánh trạng thái trung tính. Dự báo Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong 3 tháng tới, từ tháng 8 đến tháng 10, với xác suất khoảng 70%. Cường độ gió mùa mùa hè mạnh hơn trung bình nhiều năm ở giữa và cuối mùa. Gió mùa mùa hè có khả năng kết thúc ở mức sấp xỉ đến muộn hơn trung bình nhiều năm. Xu thế nhiệt độ trong 3 tháng từ tháng 8 đến tháng 10, nhiệt độ cao hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ trên hầu hết cả nước. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng tiếp tục kéo dài đến tháng 9 năm 2024, trong đó tập trung chủ yếu vào tháng 8 và khả năng sẽ xuất hiện các kỷ lục cao về nhiệt độ. Tổng lượng mưa trong 3 tháng tới có khả năng sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tổng lượng mưa ở Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cũng theo cơ quan nghiên cứu về khí hậu, cần đề phòng các đợt mưa lớn xảy ra gây lũ ngập lụt cho khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc ở mức sấp xỉ đến muộn hơn trung bình nhiều năm. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu nhận định, từ tháng 8 đến tháng 10, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ảnh hưởng đến Việt Nam cao hơn trung bình nhiều năm. Theo đó, trung bình nhiều năm có khoảng 7 tới 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó có khoảng 4 tới 6 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam trong cùng giai đoạn kể trên. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm 2024 ở mức sắp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm và tập trung vào nửa cuối mùa bão. Trung bình có khoảng 12 tới 14 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, 8 tới 9 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Riêng khu vực miền Trung, số lượng xoáy thuận nhiệt đới có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng các cơn bão có cường độ mạnh xuất hiện dồn dập vào nửa cuối mùa bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay hiện tượng Enso đang trong trạng thái trung tính. Dự báo thời kỳ từ tháng 9 tới tháng 11, Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Trong thời kỳ dự báo chuyển pha từ trung tính sang La Lina, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm là 5,9 cơn. Trong đó, số cơn đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, trung bình nhiều năm 2,9 cơn và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Trong tháng 9, nắng nóng vẫn còn khả năng xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Sang tháng 10, nắng nóng chỉ có thể xảy ra cục bộ ở các khu vực này. Trong khi đó, mùa mưa tại Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Mưa lớn tập trung chính vào tháng 10, tháng 11. Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ từ tháng 9 tới tháng 10 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 tới 30%. Riêng khu vực Tây Bắc tháng 10 thấp hơn từ 5 tới 15% so với trung bình nhiều năm sang tháng 11 phổ biến thấp hơn từ 10 tới 30%. Trung bộ từ tháng 9 tới tháng 11, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 tới 30%, riêng các tỉnh phía Bắc khu vực này tháng 11 phổ biến thấp hơn từ 5 tới 15%. Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 9 tới tháng 11, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 5 tới 20% so với trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9, tháng 10 và xu hướng gia tăng tần suất và cường độ mạnh dần từ tháng 11. Dù không khí lạnh được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 9, tháng 10 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 tới 1 độ C. Tháng 11 phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ tháng 12 năm 2024 tới tháng 2 năm 2025, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ tần suất. Hiện tượng rét đậm rét hại diện rộng ở miền Bắc có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, rét đậm rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm rét hại kéo dài khoảng 5-8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ. Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và khí quyển Philippines Pagasa cho biết đã phát hiện hai áp thấp nhiệt đới chiều 18 tháng 8, một trong số đó nằm bên trong khu vực dự báo của Philippines PAR gần Patanes. Tính đến 5 giờ sáng 19 tháng 8, áp thấp Dindo đã mạnh lên thành bão nhiệt đới, hiện có sức gió tối đa là 65 km h và giật lên đến 80 km h Cơn bão có tên quốc tế là Rongdari vị trí tâm bão vào khoảng 24,9 độ Vĩ Bắc, 126,1 độ Kinh Đồng. Vào hồi 4 giờ sáng ngày 19 tháng 8, bão rong Dari, Dindo theo tên địa phương đã ở ranh giới phía Bắc của PAR, cách ít bay at Patanet 640 km về phía Đông Bắc. Bão đang di chuyển về phía Đông Bắc với tốc độ 10 km h Pakistan dự báo bão Dari dự kiến rời khỏi PAR trong vòng 6 giờ tới. Bên ngoài khu vực PAR, bão sẽ di chuyển qua biển Hoa Đông hướng tới bán đảo Triều Tiên hoặc bờ biển phía đông Trung Quốc. Cường độ của bão sẽ bị hạn chế bên ngoài khu vực PAR với khả năng suy yếu trong vòng 24 giờ tới. Trước đó, tối ngày 18 tháng 8, chuyên gia dự báo thời tiết Veronica Torres nói rằng áp thấp bên trong PAR có thể mạnh lên thành bão trong 24 giờ. Torres bổ sung, trong khoảng thời gian đó, áp thấp cũng có thể rời khỏi PAR. Pakasa cũng đang theo dõi một áp thấp thứ hai có thể đi vào PAR trong ngày 19 tháng 8. Hiện áp thấp này nằm ở phía đông của Bắc Lưu Dông bên ngoài PAR. Pagasa cho biết áp thấp có thể đi vào PAR vào ngày 19 tháng 8, rời khỏi PAR vào ngày 20 tháng 8, rồi quay trở lại khu vực giám sát của Philippines vào ngày 22 tháng 8 và ở lại phía biển Bắc Philippines cho đến chủ nhật ngày 25 tháng 8. Pagasa cũng dự báo một vùng áp thấp cao xuất hiện ở phía bắc biển Philippines từ ngày 21 tới ngày 23 tháng 8. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam dự kiến sẽ mang theo mưa rải rác và rông bão trên đảo Patanes và Babuyan. Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng được cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét hoặc lở đất do mưa vừa đến mưa lớn. Metro Manila và các khu vực còn lại của đất nước trời nhiều mây, có mưa rào hoặc rông bão cục bộ. Pagasa cảnh báo những cơn rông bão dữ dội với mưa vừa đến mưa lớn, gió mạnh và sấm xét có khả năng xảy ra ở Trung và Nam Lưu Sông vào ngày 19 tới 20 tháng 8. Ở Visayas vào ngày 19 tháng 8 và 22 tháng 8, Mindanao trong suốt cả tuần. Các nhà dự báo bão của Philippines thông tin dự kiến có từ 2-3 cơn bão nhiệt đới hình thành hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines trong tháng 8. Pakasa cũng dự báo có khả năng có từ 13-16 tới cơn bão đi vào khu vực dự báo của Philippines trong thời gian từ nay tới cuối năm. Dự báo bão của Pakistan cho hay, Philippines có khả năng hứng chịu nhiều bão hơn trong mùa bão 2024 so với năm ngoái do khả năng hiện tượng La Nina quay trở lại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ khoảng tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, trạng thái La Nina có thể xuất hiện với xác suất 60 tới 70%. Do tác động của La Nina, từ tháng 9 đến tháng 11, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm là 5,9 cơn. Trong đó, số cơn bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 2,9 cơn. Dự báo khu vực miền Trung và các tỉnh phía Nam có thể là nơi đổ bộ chính của các cơn bão áp thấp nhiệt đới trong khoảng thời gian này. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, thời gian này cần đề phòng các cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và khả năng đổ bộ đất liền rất cao. Từ đầu mùa bão đến nay, Biển Đông đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão gồm bão số 1 Malaska và bão số 2 Brapirun. Cả ba cơn bão áp thấp nhiệt đới này đều hình thành ngay tại Biển Đông. Trong đó, áp thấp nhiệt đới và bão số 2 dị thường, trái quy luật. Áp thấp nhiệt đới hình thành và hoạt động trên biển Đông trong thời gian từ 13 đến 16 tháng 7 đã hướng về đất liền các tỉnh miền Trung thay vì các tỉnh miền Bắc hay đi lên Trung Quốc như quy luật khí hậu thường thấy. Cơn bão số 2 hoạt động trên biển Đông trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7, bão có diễn biến dị thường khi suy yếu trên đảo Hải Nam rồi nhanh chóng mạnh trở lại ở vịnh Bắc Bộ. Thời điểm mạnh nhất, bão đạt cấp 10, giật cấp 12. Sáng sớm ngày 23 tháng 7, sau khi di chuyển vào vùng biển ven bờ khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, cường độ bão giảm nhanh xuống cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng ghi nhận gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Mưa lớn kỷ lục đã bao trùm khắp các tỉnh miền Bắc sau khi bão số 2 quét qua, gây ngập lụt nghiêm trọng ở một số địa phương như Địa Biên, Hà Nội.